Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chắc quý vị các bạn cũng đã biết rồi, ở Mitsubishi Xpander nó có những phiên bản là Xpander thường số sàn và có phiên bản Xpander Premium là phiên bản full đồ số tự động. Và một cái phiên bản đặc biệt nữa là phiên bản Xpander Cross. Đây ạ, ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý bạn ạ, phiên bản Xpander Cross là phiên bản đầy đủ đồ đúng các bạn nhé. Đầy đủ từ Border Kit này, Border Kit quanh xe này, camera 360 này, phanh tay điện tử này. Đấy, rất là nhiều đồ. Phiên bản này là phiên bản Cross, phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất rồi các bạn nhé. Chiếc xe này được sản xuất năm 2022, nhập khẩu về Việt Nam là 2023, đăng ký tháng 6 năm 2023, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 2 vạn km thôi. Đồng hồ này chúng tôi cam kết với quý bạn là không tua nhá, vì chiếc xe này còn bảo hành dài tại hãng. Chúng tôi không tua, vì tua đồng hồ hãng từ chối bảo hành ngay các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này là tôi xin chia sẻ với quý bạn là còn nguyên bản zin 100% luôn các bạn nhá, zin cả nước sơn luôn ạ. Chưa có một vết xước, chưa có một vết đánh bóng nào luôn ạ. Chưa có một giọt sơn ta nào đấy ạ, chưa xước các bạn ạ, nguyên bản, tất cả nguyên bản luôn. Đấy, và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn là chiếc xe này là tôi mua của bạn tôi ạ. Hai vợ chồng bạn tôi là hộ khẩu ở tỉnh và làm việc tại Hà Nội, có nhà ở Hà Nội này luôn. Đấy, và làm việc ở Hà Nội thì tháng 6 năm 2023 thì vợ chồng bạn tôi mua chiếc xe này để thường xuyên để chạy về quê. Đấy, quê ở tỉnh cũng xa, cách Hà Nội 500-600 km cơ. Đấy, cho nên là cứ một tháng hai vợ chồng về quê cũng một hai lần về quê để xây cái nhà ở quê. Thì vừa rồi là xây xong cái nhà ở quê rồi, thì bắt đầu từ đầu năm vừa rồi ấy, là hai vợ chồng chuyển luôn công tác về quê và không đi lại Hà Nội với đi ra đi vào nữa, cho nên là không có nhu cầu sử dụng xe nữa, cho nên là bạn tôi mới bán chiếc xe này. Chiếc xe này của gia đình bạn chạy nhá, chứ không chạy dịch vụ ạ, cam kết với quý bạn là không chạy dịch vụ luôn ạ. Đấy, và còn nguyên bản, còn rất là mới như này đấy ạ, dàn lốp còn mới và rất là dày vì mới có hơn 2 vạn km thôi, lốp siêu cua còn mới tinh chưa hạ. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 615 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này các bạn nhé.
cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố này nó hơi bị nó bằng kính, cho nên là chắc là quý vị các bạn nhìn nó không được rõ lắm đâu. Đây, nó bằng kính các bạn nhá. Rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhá. Với dung tích 1.5 lít hộp số tự động, chỉ 6,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp này. 6,8 lít này. Nếu như chạy trong đô thị thì 8,3 lít, còn nếu như chạy ngoài đô thị, tức là chạy đường trường ấy, chưa đến 6 lít, 5,95 lít cho 100 km quãng đường kết hợp thôi các bạn ạ. Cho nên là rất nhiều người mua những chiếc xe này về để chạy gia đình hoặc có thể là chạy dịch vụ đấy ạ, cũng rất là kinh tế, giá thành thì lại rẻ. Đấy, mà lại chạy tiết kiệm nhiên liệu cho nên là thu hồi vốn rất là nhanh quý bạn nhá. Đấy, thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022, đăng ký năm 2023, lăn bánh hơn 2 vạn km, siêu lướt này các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là tất cả là còn nguyên bản rồi, zin từ nước sơn cả xe cơ, và còn bảo hành dài tại hãng, cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 615 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross 2022 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ. Hoặc là đây là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.